thùng không anh? 6 thùng không? 6 thùng hả? Đây, chắc cho em cái này. Để à. Sao mà biết được? Mấy thùng rồi trời. Mày nấu. Khổ mày nấu. Ngày hôm nay Hòa Thương bị Caravan á, kỹ sư công hậu bỏ rơi rồi. Bữa nay Hòa Thương tự lái xe luôn, tự lái xe, tự giao hàng luôn. Đó, thì hồi nãy giờ á, thì Hòa Thương cũng mới lái xe tới. Và cái địa điểm á, thì đó là địa điểm cũ. Đó là ở Long Điền của thành phố Vũng Tàu nha mọi người. Thì lúc đó là nãy Hòa Thương giao hàng. Vô tình cái nữa là đại lý, anh chị đại lý có nói với Hòa Thương một cái tin như thế này. Anh chị nói là cái lúc mà nghe nông dân đòi sản phẩm nè, cái lúc mà coi YouTube của Hoài Thương á, thì thật sự anh chị cũng có rất là nhiều niềm tin, nhưng mà anh chị muốn gọi là để gọi là cung cấp cho, tại vì ở đây là anh chị có cái số lượng nông dân rất là lớn, và anh chị nói là nếu mà muốn bán cái sản phẩm này thì chính mình phải khảo nghiệm thực tế một cái, và khảo nghiệm không phải một loại cây mà khảo nghiệm nhiều loại cây hơn nữa để xem coi nó hiệu quả trên từng loại cây nó như thế nào, thì anh chị mới có cái niềm tin để bán mạnh hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, biết cái liều lượng sử dụng ra sao để chỉ cho bà con, nên là anh chị mới nói là đầu tư ha, cũng đầu tư trên cái vườn của mình. Đầu tư trên cái vườn của mình rất nhiều, và đặc biệt anh mới mua bông cúc, đặc biệt là ở Vũng Tàu bà con trồng bông cúc để bán Tết rất là nhiều luôn. Và sau đó anh đã mua về 3 chậu 80 ha để trồng bông cúc, và đặc biệt ở nhà có rất là nhiều loại cây trồng khác nữa. Thì nên là anh chị nói là Hoài Thương tới xem thử coi là cái vườn làm như vậy có đạt hay chưa, như thế nào. Nên là Hoài Thương mới giao hàng xong, Hoài Thương chạy qua đây, chạy qua nhà coi anh chị coi làm như thế nào, và anh chị đã sử dụng trên cây gì và hiệu quả ra sao, để Hoài Thương sẽ biết hơn và chia sẻ nhiều hơn tới với bà con của mình ha. Còn bây giờ chúng ta xem coi ảnh đang làm gì nha. Mà anh nói với Hoài Thương là Hoài Thương ơi, qua lẹ lẹ đi, anh đang tưới cây để coi ảnh như thế nào nha mọi người. Trời ơi, nhà bự chà bá luôn nha mọi người. Đây, căn nhà biệt thự. View, view đẹp luôn nha, bao đẹp luôn nha mọi người. Đây. Kìa mọi người. Dạ, xin chào anh. Ủa, tới hả? Dạ. Mẹ dưới ta mới đây tới rồi. Hàng ổng đi ăn buffet cha mà giờ ổng còn tưới cây chứ, chịu hỏi không? Trời ơi, trận đủ tướng rồi. Bữa nay Hoài Thương quay clip là ngay ngày rằm tháng 9. Hồi sáng thì Hoài Thương cũng có ăn cơm chay rồi. Rồi xong rồi tới thì đại lý nói là em tới ngay buổi trưa đi. Tới rồi xong rồi anh em mình đi ăn buffet chay. Buffet chay Vũng Tàu rất là ngon. Mà giờ cũng còn tưới cây nữa nè, chịu nổi không? Nắng quá chị đâu nổi, thấy sót quá tức. Thấy rồi, xin chào anh. Dạ. Rồi bây giờ anh tưới lâu chưa? Nãy giờ cũng gần xong hả? Thôi, xong hả? Bỏ đi đi. Vậy mình ngưng cái coi. Ủa là bây giờ là hồi nãy á, là em nghe là anh với chị nãy bên cửa hàng nó là ở đây là quá trời rồi,
mấy bữa nào Hòa Thương quay quá nhiều mà đi hát rồi hội thảo nữa rất là nhiều luôn nên là hơi bị khan tiếng nha mọi người. Là anh em nghe anh với chị nói là muốn sử dụng THD của công ty Chim Hoàng Đông, xong rồi anh chị mới nói là để áp dụng trên tất cả các loại cây như thế nào ha. Còn bây giờ thì Hòa Thương có thể hỏi anh Khải nè, và đây là nhân vật cũng đã xuất hiện trước cái video cho Hòa Thương rồi, nhưng mà thật sự chia sẻ với bà con luôn á, Hòa Thương lần đầu tiên ha gặp một cái anh chị đại lý, thật sự anh chị rất là dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương. Và bà con tới là khi nào bà con tới là anh chị cứ giới thiệu THD thôi, trồng lúa cũng giới thiệu THD Chim Hoàng Đông, trồng bông cúc hay là trồng rau má hay là trồng cây kiểng cái gì anh chị cũng giới thiệu hết, tại vì anh chị nói là đang áp dụng thì cái vùng của mình rất là đạt, thì tại sao mình không khuyến khích chia sẻ cho bà con làm sản phẩm này. Cho nên là Hòa Thương mới lần này Hòa Thương quay thêm một clip nữa để coi thực tế coi có phải là như vậy hay không. Và đặc biệt Hòa Thương muốn xem đặc biệt nữa là ở Vũng Tàu này là bà con trồng cúc rất là nhiều, là Hòa Thương đang học rất là nhiều thêm nhiều những cái kỹ thuật, nhiều cái bí kíp trên bông cúc để làm sao mình hướng dẫn cho bà con làm bông cúc trước Tết, để làm sao cho trước Tết chúng ta có bông cúc là cho nó năng suất nè, cho nó đạt hiệu quả nha, và chúng ta bán ngay cái mùa Tết đúng không ạ. Rồi bây giờ anh có thể cho bà con biết lại anh tên gì không anh? Anh tên Lê Minh Khải. Khải ha, ở Long Điền Vũng Tàu. Và anh chỉ có thể chỉ lại cho bà con biết luôn cái, tại hôm bữa giờ bà con Vũng Tàu rất là nhiều luôn mà em không biết đường chỉ á, là cái chỗ mình là kêu là cái gì, chỉ bà con tới cho nó tiện. Ở Long Điền hả? Long Điền nó thuộc về thị trấn Long Điền, đường Võ Thị Sáu. Đường Võ Thị Sáu rồi đó, đường Võ Thị Sáu nha mọi người. 325 đường Võ Thị Sáu. 325 đường Võ Thị Sáu nha bà con. Đó nên là bà con nào ở Vũng Tàu mình cứ tới đây trực tiếp, thì ở đây anh Khải là người thứ nhất là có rất là nhiều kinh nghiệm mấy chục năm, thứ hai nữa là đã áp dụng trên rất nhiều loại cây tại vườn của mình, và đặc biệt bữa giờ rất là nhiều bà con sử dụng rất là hiệu quả luôn. Anh Khải sẽ tư vấn tận tình cho bà con nha. Còn bây giờ thì Hòa Thương thấy gì nè, em thấy là bà con trồng số lượng cúc rất là lớn luôn, thì bây giờ anh đã áp dụng trên chậu cúc của mình nè, anh có thể chia sẻ cho Hòa Thương tại sao mà anh trồng bông cúc không? Tại vì khi anh bán bông cúc mà mình bán là mình phải dạy dùng, phải trồng bông cúc rồi mình sử dụng thuốc, mình thử thuốc là xong mình bán cho nông dân mới tự tin ra xịt. Là thử ha. Thử thuốc mình xịt luôn. Mà trước khi anh sử dụng là anh có tin sản phẩm mình chưa, hay là anh sử dụng rồi anh mới tin? Hồi xưa là tới giờ là anh chưa có sử dụng, mới sử dụng năm nay anh trồng, năm nay anh sử dụng, thì bữa hổm là anh có lấy anh sử dụng trên mấy cây như là mấy cây đu đủ rồi nè, rau má rồi nè, rồi mấy cây bông hoa nhã, bông hồng rồi nè. Đó giờ anh sử dụng bông cúc. Là anh xịt hôm giờ thấy là không có giờ không thấy mà bị chết, mà khi bị chết gốc á, đúng gốc á, với lại cái lá nó rất là đẹp, nó có mướt đẹp mà nhưng mà vừa bệnh á, vừa bệnh xong á, quay cho bà con coi luôn nha. Như đây. Là bữa hổm mình làm như là cái hồi nãy anh xịt, anh có pha tế đây xịt không? Đúng đây, hồi nãy anh mới xịt nên anh đây nè, đâu, anh còn bỏ đó đây, lấy mới xịt xong, hồi nãy anh mới pha tế đây đồng xịt hả? Rồi mới pha nó đâu đồng đây, trời ơi còn nước không. Rồi bây giờ là hôm bữa là anh từ bữa giờ này anh trồng bông cúc này, anh cho bà con biết coi cúc này là đã được bao lâu rồi. Cúc này là trên tháng rồi nè. Quay cho bà con coi cúc luôn. Này. Rồi cúc này là trên một tháng rồi. Rồi bây giờ là anh đã sử dụng THD như thế nào? Anh xịt như là khoảng 3 cử rồi đó, cứ 10 ngày anh xịt lần, 10 ngày xịt lần. 10 ngày xịt một lần. Cách đây 2 3 ngày là anh mới phát hiện là nó bệnh cái cháy lá. À, anh vô phân 3 ngày sau anh phát hiện bệnh cháy lá. Đây cháy lá như vậy nè. Dạ. Đó cháy lá nè, anh xịt anh xịt cách đây 2 ngày là nó khô nè, nó không lan nữa nè. Đó đây nè. Nó cháy là nó khô phải không? Nhưng mà bộ anh không chăm sóc sao mà để nó bị cháy? Không, anh vô phân xong anh đi chơi tới mấy ngày anh mới về. Anh chơi hả? Đi đâu anh? Anh đi du lịch mà. Trời đất ơi, hàng chi đi du lịch xong rồi bỏ phế luôn ha. Đó nè. Dạ. Cháy lá nè, lá nó vàng nè. Tao quay cho bà con thấy cận cảnh luôn nè. Rồi, anh xịt cái nó khô liền nè, thấy chưa? Có nghĩa là lúc mà anh đi du lịch về thì dạ, anh mới phát hiện ra là cây của mình là nó bị nấm ra, nắm nó bị cháy lá ha. Cháy lá nè, anh xịt cái bữa trước bữa sau là khô liền nè. Dạ, anh xịt cái nano đồng này cái liều lượng bao nhiêu? Cái này mấy bữa là thường thường anh xịt có 3C thôi, bây giờ anh thấy nặng quá anh mới tăng lên khoảng 7C. Mà bình thường là anh xịt 3C. À, 3C thôi. Rồi hôm bữa là khi anh đi về anh mới phát hiện ra nó bị nấm ha, nó bị cháy lá vậy thì anh mới tăng liều lên mấy C? 7C. 7C luôn hả? 7C rồi nếu mà dữ ha. Đúng rồi, 7C là mà cho bao nhiêu lít nước? 20 lít. Bảy xe 20 còn cái này thì 2C thôi để đó nó hỗ trợ cho cây nó phát triển xanh lại. Là anh xịt vô. Xịt đó. Để bao lâu là anh thấy nó bất bệnh nó khô lại? Mới có 2 ngày anh thấy nó khô rồi, nó không phát triển nữa, khô queo nè không? Đó, đúng rồi nè. Đứng khô queo nè không? Mà hồi nãy Hòa Thương thấy có mấy anh ra mua phân thuốc của anh, lại em thấy cái thân á nó bị thối hết trơn. Nguyên nhân là tại sao anh? Cái đó ổng xài dạng vô phân với xài phân hóa học nhiều quá. Dạ. Hóa học nhiều quá nó với cộng
cộng thời tiết mưa nắng nè, rồi dưới phần cây mô nó bị nhiễm bệnh nè, cây mô á, cây mẹ nó nhiễm bệnh, rồi thời tiết nó mưa nắng thất thường nóng á, là rồi. Nó tự héo à, tự héo thằng ngang cái thằng này nè. Mà nãy cái hình anh đưa em là nó héo dữ luôn á. Nó héo rũ rồi. Héo cực kỳ luôn. Đó nên anh nhưng mà của anh, mình là không bị nè. Không bị cái nào hết. Đó, không bị cái nào hết. Tại anh phòng ngừa hết rồi. Còn cái vườn hồi nãy là người ta không có ngừa. Không có ngừa. Nên nãy mới vừa xuống là anh bán cho tăng cấp đó, về ta xịt. Anh bán luôn hả? Bán luôn cho ta xịt tại mình thấy hiệu quả mà. Dạ vậy mình trồng thêm nấm nữa, nấm dạ. Dạng như là bà trầu rồi đó, không thêm được rồi. Trồng thêm cái nữa cho nó chắc cú cho chắc nó cú, tại vì cái này chặt luôn. Cái này nó quản lý là cô với bệnh cấp tốc đó thôi, còn có phải cái nấm bả trầu thì cái này nó không trị bệnh được nấm bả trầu hay đốm lá đủ dạ. Làm nó phủ nó nằm cô với bệnh lẹ thôi rồi. Là không bị héo chết, nó héo gốc mà héo dạ. Cái con nè dạ. Đó nên em thấy của anh nó dạng dạng chứ không chết cái nào á. Rồi giúp. Anh có trộn phân tưới không? Anh sắp xong 2-3 ngày bắt đầu anh mới tưới phân lại, 2-3 ngày mới tưới lại mà dạ. Tưới cũng ít thôi, không dám tưới nhiều tại vì sắp này thấy tốt rồi. Thấy cái bông cúc bận ông thấy không, rất là đẹp, không có bị thối ha, không có bị nhũng nè, cũng không có bị vàng lá, mà cái những cái chỗ tự vàng á khi chúng ta xử lý là chúng ta sẽ chặn đứng lại rất bệnh và nó phát triển tốt. Bây giờ Hòa Thương đang quay là 12:30 nè, 12:30 mà bà con thấy không, nó có bị rũ lá đâu, nó đâu có bị rũ lá đâu, có bị héo dây đâu, nó rất là tốt luôn, rất là ok luôn nè, chặn đứng luôn là rất là ngon lành luôn anh ha. Anh thấy bông cúc gì là xài ok ha. Đúng rồi, tại vì cái này anh làm cái đất nó bị nét chặt quá, nó bị vàng nè, còn cái này nó bị xốp là nó tư nè. Hoài Thương cũng sẵn đây, Hoài Thương hứa hẹn với bà con luôn tầm khoảng chắc hơn 1 tháng nữa Hoài Thương sẽ đây quay lại Vũng Tàu để quay một cái vườn cúc 5-6 hecta luôn, cái vườn cúc cực kỳ lớn để chuyên người ta bán Tết á, là rất là nhiều luôn. Và lúc đó tại vì Hoài Thương bữa nay không quay, lý do là tại vì nó chưa có bông chưa có nụ, Hoài Thương muốn để cho nó có bông có nụ nó đẹp phát triển cực kỳ luôn. Hoài Thương sẽ quay một clip và Hoài Thương sẽ làm một clip chỉ cho bà con về những cách mà khi chúng ta bắt đầu trồng dạng thọ như thế nào, bao nhiêu ngày chúng ta như làm như thế nào và xử lý ra sao, đi phân như thế nào và bao nhiêu ngày chúng ta có thể xử lý được những cái cơi của cái cây công cúc của mình, thì lúc đó Hoài Thương sẽ làm clip sau ha. Còn bây giờ nữa nè, Hoài Thương thấy đu đủ này là đu đủ vàng trồng Tết á, đu đủ vàng này xịt vô nữa là đậu bông đậu trái cực kỳ luôn, được không ạ? À? Đây đu đủ nè, đu đủ anh có xịt tới đây luôn không? Có, mới xịt ra khoảng 10 mấy ngày bắt đầu nó có bông có trái nè. Đây có bông có trái luôn ha anh. Bông trái nè. Đây nè mọi người. Trời ơi, mà cái lá ra rất là đẹp nè. Đây, cái tược mới lá non mới ra rất là đẹp luôn. Trời ơi, nó rất là đẹp luôn, nó không có bị bông lá ha. Nó cũng không có bị hư, nó không bị cháy lá luôn rồi mọi người. Đây, tưới vẫn còn ướt nữa nè. Mà bà con thấy không, khi chúng ta pha xịt THD và nano đồng ha, thì trên lá của mình nè, nó sẽ không có động lại những cái hóa chất hay là những cái thuốc gì ngoài ra cả, mà là khi chúng ta sử dụng thì nè, chúng ta giờ hửi này còn thơm nữa, nó đâu có độc hại hóa chất gì đâu, bởi vì ảnh xịt ảnh đâu có bịt khẩu trang luôn đâu, đúng không anh? Không còn đâu bịt, nghe mùi thơm với cái kiền luôn á. Không bịt khẩu trang luôn đó. Thì bây giờ chúng ta đặt tiền đó, bà con rất là nhiều người hỏi Hòa Thương đu đủ đó, thì đu đủ này là đu đủ ruột vàng nè đó, thì bà con thấy là khi nó đâm ra cái đọt mới lá mới ra nè, nó rất là xanh, rất là non, rất là đẹp luôn và ra bông cực kỳ chất lượng luôn nha. Đây đậu trái nè, đậu trái đâu anh, có trái luôn hả? Đậu chuyện là 4-5 trái nè. Wow, được 4-5 trái luôn rồi nè mọi người, 4-5 trái luôn rồi nè, trời ơi cưng quá à, đu đủ cưng quá à. Đây đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi là bây giờ sau khi anh về tính ra anh trồng nhiều loại cây luôn anh. Ừ, không mua ra tặng cho vợ 20 tháng 10, đâu mua đâu, tặng cắt đâu? Đây cái bên anh 20 tháng 10 là anh tặng bông hồng cho vợ mà không mua. Trời ơi, ông này không chơi là 1-2 hay sao á, nghĩa là 20 tháng 10 tới tháng 3 là không mua bông, mà ở nhà có bông là ngắt tặng vợ luôn hả? Đây đây, tặng Hoài Thương xin cây được không? Được, đây phải chắc không cho đâu. Trời, bông hồng đẹp lắm nha mọi người, đây quay còn sẵn cho bà con thấy luôn. Wow, trời ơi bông hồng xịt thét đê vô mà nó còn thơm hơn nữa, trời ơi nè mọi người thấy không, trời ơi. Đây tặng cho Hoài Thương 2 cây đâu, luôn 2 cây 2 bông luôn, được hai nhánh luôn, hai nhánh luôn. Lời quá cảm ơn anh, bữa nay đâu phải là lễ lập gì đâu, cứ ngày nào cũng có bông tặng á, ngày cũng có bông tặng hết. Đây rồi xịt tê đê á, em thấy là tê đê xịt là người ta có một bông mà em ra chùm dài nè. Quá em ra chùm nè, 4-5 bông nữa chưa, thấy chưa nè. Vậy hả? Ừ, thường thường một bông thôi mà nó sung quá ra mà. Có nghĩa là khi xịt vô là nó sung quá, nó ra bông cỡ này đó. Rồi, nó đẻ nó ra. Trời ơi, bông hồng mà nó còn cỡ này nè mọi người. Quá trời luôn, đẹp quá. Thường thường là em thấy là ra từ bông nè ha. Dạ. Và những cái nhánh nào mà nó sung quá là nó ra tới 4-5 bông. 4-5 bông nè, 3 bông nè thấy chưa? Đó, 3 bông nè thấy chưa? Đúng chất luôn. À, lá đẹp không có bị thấy ha, lá đẹp xanh bẩn không? Đúng rồi, lá không có bị vàng. Không bị cháy đốm gì hết. Rất là đẹp luôn. Trời, ngoài anh
anh trồng dặn thọ để anh bán cho bà coi trên dặn thọ nè, đu đủ với lại bông hồng, thì anh có thịt trên cây gì đó không? Sầu riêng nè, rồi xoài nè. Nhà mình có trồng luôn hả? Có trồng luôn, sầu riêng bữa nào mà quay cái clip sầu cho Bùi Hương coi. Vậy hả? Rồi có trồng chanh hạnh có không? Có chanh rồi lan nữa, vô đây chỉ chanh lan ớt nè. Coi luôn. Mà biết bà con biết sao không á, tại vì khi mà bà con làm chanh á, tại lúc trước bà Thương có quay đó là mấy anh mấy chú xịt lúa xong rồi quơ luôn xịt chanh, nó lại ổng nó lại chanh này nó bóng mà nó đẹp mà không bị nám, không bị ghẻ lở da luôn da cá, mà đặc biệt chanh nó rất là mọng nước luôn đó. Thì chúng ta coi chanh của ảnh ở đây có như vậy hay không nha. À, mai nữa nữa chưa, mai là cứ mắt một bông nữa chưa. Ủa mai có bông luôn nè, đây nè, một mắt một bông luôn. Mai nè, trời ơi, đây cái mai nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi là ngoài anh trồng ra còn trong đây còn trồng như thế nào nha. Có chanh tắc nữa nè anh. Chanh tắc là mua ớt có ớt luôn. Chanh cherry nữa hả? Cherry. Wow, quay cho bà con thấy thưởng thức cái phong cảnh đẹp luôn. Ủa ớt nữa hả? Ớt nè, ớt này ăn là sập cổ sợ con thuốc nè. Ớt này kêu ớt gì anh? Ớt này anh ăn thấy cho ngon, lấy hộp lấy trái trồng đại nữa mà. Nó ra nè. Sốc gì đâu biết mà. Ớt luôn. Cái này là sáng phong chịu ăn bình thường. Bình thường. Dạ, chút xíu mình ăn cơm chay mình bẻ mấy trái rồi mình ăn luôn. Trời ơi, hồ phong bộ đẹp lắm rồi mọi người. Đây, hồ phong bộ nè. Anh lan, cá thôi nữa nè. Lan ở trên hồ cá mà thịt tê lê là lan ra bình thường cá không ảnh hưởng nè. Không? Thấy không? Có nghĩa là anh thịt trên lan. Thịt rất là nhiều tê đê luôn mà xuống cá vẫn không chết. Tại vì cái này đâu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu mà cá chết. Đúng rồi, đúng. Thậm chí họ thường nghĩ chắc mấy con cá này nó còn mập uống đu. Hả? Trời đâu? Lan. Đâu? Trời ơi, quay lên đây nè. Quay lên đây nè, kỹ sư. Đây. Đó. Tốt lên nó vượt nè. Trời ơi, nó dữ vậy. Vượt thấy không? Em thấy ta để không? Đây. Cây mập u đu mà phân em nữa. Hả? Được không? Nè. Trời ơi. Nó dài nó đó. Quay lại lên từ trên xuống dưới từ lên lên. Trời ơi, sung dữ vậy hả? Trời ơi, sung à. Trời ơi, sao mà cây gì cũng tốt hết vậy trời. Rễ là trắng không? Rễ là xanh ghê không? Rễ luôn. Ừ. Trời ơi. Quá trời mốt rồi các em phải nâng giá trị sản phẩm lên ba. Nữa. Rồi nè, rồi lan nè, chanh nè. Đi tâm nghe đâu sao đâu mà trời ơi, chanh nè mọi người. Chanh, bỏ bông hồng xuống đây cái này, nghiên cứu chanh cái này. Ôi là trời đất ơi, chanh nè mọi người ơi. Trời ơi, chanh như thế nào, chứ lấy như cái cam vậy anh? À, anh một chùm luôn nè. Anh cắt hết mấy chục ký cho đó. Cắt hết mấy chục ký cho rồi nè. Đó, trái chục chùm nữa, 5-6 trái không à. Em xin trái nha. Bự giống chú Quýt vậy ra, chưa? Đây, đó, kéo xuống. Xin trái nha. Rồi, hái đi em. Đây, nghe mọi người. Hôm bữa giờ á, Hoài Thương cũng hứa với bà con Hoài Thương sẽ quay một cái clip về trên chanh và hạnh, gọi là chanh với tắc đó. Nhưng mà Hoài Thương chưa có quay được, thì sẵn hôm nay Hoài Thương nói luôn về chanh đi. Có nghĩa là chanh á, khi bà con sử dụng cái THD và nano đồng, chúng ta sẽ phun xịt định kỳ 7 đến 10 ngày và chúng ta trộn phân rải nữa, thì chanh của chúng ta thứ nhất là nó sẽ bóng nè, nó sẽ tròn nè, rất là đẹp, và đặc biệt nó không có bị méo mó trái, và đặc biệt nữa là nó không có bị da lu da cám và ghẻ lở trên chanh. Mà cái nữa còn ngon lành cành đào đó là trái nè, trái chanh mà nó bự như là trái cam vậy đó, và nó rất là mỏng nước luôn nha. Và đặc biệt chúng ta sáng phun chiều ăn bình thường khỏi là ảnh hưởng sức khỏe. Hồi thôi tôi quay bên trên kia rất là nhiều luôn, một chùm chanh vậy nè, giống như là có khoảng 4-5 trái cam vậy đó, rất là to ha. Anh xịt xịt chanh là anh thấy sao anh Khải? Nè, thấy lá này đâu có bệnh đâu, xanh lè lét mà không? Đây, đó, lá nó không có bị một miếng sâu dễ bùa luôn hả? Đâu sâu đâu, thấy không? Có 1-2 lá sâu dễ bùa thôi, đúng không? Đây nè. Đó, cái rồi đó, còn này là hạn chế, nói chung là một cái mực độ nó không đáng kể nha. Cái này anh không xịt sâu gì hết, anh cứ xịt mấy cái kiển rồi xịt đại nó lên mà. À, xịt mấy kiển rồi xịt đại vô luôn mà nó tốt vậy nè. Trời ơi. Trái biết rồi không? Trái là chùm lên biết trái hết. Sao nó hôi mùi xả ta, nó thơm mùi xả ta. Cái chanh là thơm mùi xả luôn á. Cái mùi tớm đây anh. Mới phun tê đó, nó nghe mùi tinh xịt xả đó. Trời ơi, ngon lành luôn. Vậy là coi như là anh thử nghiệm trên rất là nhiều loại cây trong vùng mình luôn. Vậy hả? Bây giờ đâu anh thả thức lên đây em hỏi này cái này sau khi mà anh gặp Hòa Thương rồi anh đang bán sản phẩm này của em đó, rồi anh chưa tin và anh áp dụng trên vùng của mình rất nhiều loại cây như vậy, thì anh đã có niềm tin hẳn chưa? Lúc trước thì nghe ta đồn mà ta nói thuốc mua rồi mua, mà anh không nói thuốc chay gì nhỏ xíu mấy trăm ngàn xịt có hiệu quả đâu, bán trên mạng không, mong luôn mua lên mạng mua đi, kêu bán lên mạng mua luôn hả? Kêu mỏng người này mua, anh thấy thôi kệ để về bán thử.
anh đem về anh bán thấy sao mà có đạt quá nên mới có trong vòng có như chưa được tháng là anh bán hết hầu như mấy chục hộp là quê của em á. Dạ. Rồi em mới nhập hồi nãy điện cho em xuống em đem thêm nữa đó. Thêm như là hai đợt rồi. Ba đợt rồi đúng rồi, ba đợt rồi. Dạ. Nên thấy nông dân chắc xài ok đó. Mấy giờ hồi nãy em thấy anh ấy xài cút không? Xài cút dạ. Rồi đó mấy cái canh tắc đồ cây nào thấy dạ. Tốt á. Dạ. Mà xài cho hồ cá không chết. Cá không chết là đặt cá ăn thích không? Đúng rồi, dạ. Cá nó lội tăng nó không chết là thấy ok rồi. Mà đặc biệt là hai thứ thích nhất là chị á, chị bên đây là vợ của anh, chị rất là vui ha, mà chị cũng mới tâm đắc mà lúc đầu chị cũng không có ưng hung phải không? Đúng rồi, lúc đầu bà không cho mua. Lúc đầu chị không có ưng, rồi chị kêu lấy một hai hộp gì thôi đúng không? Hộp gì bán nhưng mà Hoài Thương thì giao đại lý, Hoài Thương đâu có giao lẻ đâu, nên là không có giao lẻ được. Và lúc đó là mới lấy mấy thùng gì đó, rồi, chúng ta xài đạt hiệu quả rồi chúng ta mới lấy thêm. Đó nên là bây giờ sau khi chị thấy là anh xài trên vườn của mình rất là đã nè, rất là đẹp nè, rồi nông dân người ta xài rồi người ta quay lại mua tiếp. Đúng rồi. Không ạ? Và bây giờ khách hàng lượng khách hàng mới cũng rất là nhiều nữa, nên là hôm nay chị rất là vui vẻ, chị rất là thương Hoài Thương. Và đặc biệt nữa là chị nói chút xíu vô ăn rửa mặt. Rồi mặc sạch sẽ xong rồi đi ăn cơm bút hơi chai anh. Dạ, thì bây giờ thì Hoài Thương chủ yếu là ngày hôm nay á là Hoài Thương quay ở đây là những hình ảnh nông dân rất là nhiều rồi, nhưng mà đây chính là một cái người là gọi là nông dân, không phải nông dân mà kiểu như là cũng là một người nông dân mà cũng vừa là đại lý, mà nhà mình vừa bán phân thuốc mà vừa có trồng rất là nhiều loại cây, và đặc biệt nữa là anh bán hàng trăm mặt hàng sản phẩm chứ đâu phải hàng của em không. Đúng không? Vậy thì anh có ngần ngại gì khi anh bán tới hết đi rất nhiều như vậy, và những cái hàng khác nó còn tồn lại thì anh có những cảm nghĩ như thế nào không? Cũng rầu đó chứ, tại vì thấy bán em cái hàng kia người ta không hỏi nữa, mua hàng từ đây em không à, nên à. mấy thằng công ty kia nó cũng đang rầu đó, nó sợ từ đây lắng sang của thị trường của thuốc hóa học đó chứ. Đúng rồi. Tại vì nên đông ra mấy hôm giờ anh bán chứ không biết nó buồn cái buồn sao giờ thôi, nông dân đội gì bán lấy sao giờ, thấy nó hiệu quả bán thôi. Dạ, mà em thấy mấy em đó nó ủng hộ lắm. Đúng rồi, mấy đứa hồi nãy là có kinh kênh hàng là một anh lại đó là gọi là quản lý cửa hàng cho anh đại lý ha, nhưng mà còn một em á, em trai đó là em là công ty hợp trí phải không anh? Thì lúa vàng. Lúa vàng ạ, công ty lúa vàng, và rất là nhiều anh em công ty khác rất là nhiều luôn mà đang bán hàng cho anh. Và thấy Hòa Thương tới rất là vui, và đặc biệt còn kinh hàng phụ nữa, nên em thấy chắc mấy đứa nó cũng hỗ trợ em. Đúng rồi, thấy Hòa Thương dễ thương quá, nó ủng hộ dạ, trợ cho. Dạ, cũng đỡ ha. Vậy thì nói chung là nông dân mình cũng nhiều, thì em cũng hy vọng rằng là anh đem nhiều hơn cái những cái dòng sản phẩm sinh học này cho bà con. Còn những cái khác thì bà con nào khác người ta cần thì mình bán, được không ạ? À? Chứ tại vì Hòa Thương thấy rất là nhiều đại lý đó, họ cũng ngại cái vấn đề đó. Không có nhiều khi anh bán cũng pha thêm một số hóa học dạ, mấy cái bệnh khác ấy, mấy cái bệnh mà đốm bả trầu được mình không trị được mấy đó thì pha thêm rồi dạ. Kết hợp như thế là nó hiệu quả hơn. Nhưng mà anh bán sản phẩm tê đây cho Hòa Thương mà, rồi bà con người ta quay lại mua vậy, người ta tâm đắc vậy, anh có cảm thấy vui không? Vui chứ, thấy bà con mình bán bà con xài ổn, thấy là ok đó. Và cái Hòa Thương thích nhất nữa là xịt cái này dính mắt mỗi miệng mình liếm cũng không sao đó, và mình đâu có cần phải xịt bạch khẩu trang đâu. Đúng không ạ? Mà đặc biệt chanh nhà có nè, ớt nhà có nè, ăn mì bẻ cái chanh bẻ cái ớt vô ăn lụm luôn, khỏi rửa nữa, đúng không ạ? Này có bụi gì đâu, đúng không ạ? Đúng chưa? Cho nên là Hòa Thương cảm ơn anh rất là nhiều luôn ha, cảm ơn anh đã vì bà con cùng với công ty hỗ trợ cho bà con, và đặc biệt thử nghiệm hết trên cái vườn của mình luôn. Nên là Hòa Thương một lần nữa, Hòa Thương chỉ nói với tất cả các đại lý trên toàn quốc như thế này, thì Hòa Thương cũng không có để đại lý phân phối nhiều, mà Hòa Thương chỉ khoanh vùng cho một số đại lý bán thôi. Nên là hy vọng bà con đại lý chúng ta, ai có xem clip này của Hòa Thương á, chúng ta có thể mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và sẽ gọi là truyền tải nhiều hơn cái sản phẩm này đến với bà con của mình. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bà đại lý hãy yên tâm, và đặc biệt Hòa Thương sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đại lý của mình, được không ạ? Sẽ có những cái chương trình ưu đãi gì của công ty, và đặc biệt cái nữa là những người dân của mình hãy yên tâm khi sử dụng sản phẩm của công ty Trung Hoàng Đông, được không ạ? Đó, rồi hôm nay thì anh có cuối lời, anh có lời nào chia sẻ với Hòa Thương cùng với bà con không? Thì thấy Hòa Thương thấy cũng nhiệt tình, may mắn giúp đỡ tư vấn cho nông dân phụ đại lý rồi đó, rồi kêu nông dân tới đại lý gần cái bên bán mua cho nó gần, hỏi con ship lâu chờ đợi đúng không? Nên thấy anh bán hàng này cũng tâm đắc, cho nông dân mau dạng như làm alo có hàng liền cái bên chạy tới có lấy liền, không có chờ đợi ship. Dạ, Hoài Thương xin thay mặt dòng họ nội ngoại hai bên xin thay mặt toàn thể tập thể anh em công ty Chi Quận Đông xin chân thành cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi còn ngoài ra thì bà con có gì cần tư vấn thêm nha, cứ liên hệ Hòa Thương, số điện thoại quen thuộc là 0938
0999188. Còn với bà con nào ở tại Vũng Tàu thì anh có thể đọc số điện thoại của anh luôn được không? À, bà con nào ở Vũng Tàu á thì chúng ta hãy tới cửa hàng của anh Khải đi, tại vì anh bán những cái ngoài sản phẩm TSD ra, anh còn bán rất là nhiều dòng phân thuốc khác, nhưng mà những cái sản phẩm kia rất là chất lượng và anh tư vấn rất là tận tình bà con, và bà con nào người ta cũng hài thích và quay lại mua rất là nhiều. Bà con nào ở Vũng Tàu cần thì có thể điện thoại cho anh được không? Được. Anh có thể đọc số điện thoại cho bà con Vũng Tàu luôn được không? Điện thoại của Khải là 0905 153 758 758. À, mọi người nhớ chưa ạ? Nếu bà con nào ở Vũng Tàu, ví dụ chúng ta gần, chúng ta cứ tới trực tiếp mua. Còn bà con nào ở xa, anh có ship được cho bà con hoặc là anh cho người giao được không? Thì anh có mấy xe đi bán hộ anh đó, để đi giao dùm cho. Giao dùm luôn ạ? Là kia xe của công ty khác, xe cho công ty của anh. Đúng rồi, công ty khác giao cho trường độc, không lấy tiền ship luôn. Không lấy tiền ship luôn. Rồi, ok mọi người, rồi bây giờ anh em mình, bây giờ cũng đã gần 1 giờ rồi, cũng đói bụng lắm. Mà gán quay clip này cho bà con thấy để bà con hiểu nhiều hơn và tin tưởng nhiều hơn. Nên là giờ chắc mình đi ăn bút phê chai anh em. Rồi xin mời cả nhà của Hoài Thương sẽ cùng ăn bút phê chai nghe. Rồi và bây giờ thì xin chào cả nhà. Bây giờ chúng ta đã tới quán bút phê chai. Ngồi đây nha. Đây hồi nãy ớt nè. Ớt nãy Hoài Thương hái lại cho vô chúng ta ăn cơm nha. Đây ớt sạch mình rồi. Rung cái tay, quay video mà mấy anh em rung tay luôn. Ê, anh trai rất là đẹp trai, rất là dễ thương nha. Đây, quay đại lý luôn, đại lý không có mất tiền. Dạ quá, múc là có lương xào sả ớt nè. Em lương sả ớt nè. Em quay. Em quay được. Lương xào sả ớt. Mà này gì mà mắm mà thịt kho bánh bút gì đây nè. Mà chay nha. Mắm hả? Quá trời. Chị Vi số 2 chị Vi. Ở đây là quán bút phê chai nổi tiếng lớn nhất gì ở tại Bà Rịa Vũng Tàu nha mọi người. Ok đó. Nè, em quay. Ok. Em quay. Dẫn không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Đó. Đã bắt nè. Lương sả ớt nè. Em ra bắt. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm với. Rồi xin mời cả nhà Hoài Thương cùng ăn cơm chay, bắt phải chay cho mình. Không thấy cơm đâu, thấy cơm.